Dạ tôi tên là Ánh Như. Bây giờ thì chị Như đang làm cái công việc gì mà chị ở đâu, Cà Mau hay là Cần Thơ? Dạ em là Ánh Như, chủ doanh nghiệp tiệm vàng ở Cà Mau. À Cà Mau đấy sao? Lúc nãy tôi gọi đi, tôi gọi Cà Mau mà chị rất quát, chị không giơ tay là sao? Dạ nó, em bị run. Bị run à? À bây giờ được rồi, chị ngồi đúng cái chỗ đấy là nó hiểm nhất rồi. Ai ngồi chỗ đấy cũng run ấy. Được rồi. Thế là chị là chủ doanh nghiệp ở Cà Mau. Dạ. Quán vàng à? Dạ. Thế chị có bao nhiêu nhân viên? Em có 3 nhân viên thầy ơi. Bây giờ em đang học và theo thầy để em phát triển doanh nghiệp của em á thầy. Bây giờ mình mua một cái chỉ vàng thì mình bán ra thì mình lãi bao nhiêu tiền? Ở dưới quê em lãi tầm 100. 100 ngàn á? Dạ. Một chỉ vàng là... Nhưng mà mua vô bán ra, còn mua từ... Nếu em mua trực tiếp em sản xuất ra thì năm... khoảng 30 ngàn thầy. À, lãi 30 ngàn một chỉ à? Dạ. Là một chỉ vàng bây giờ là tính là 7 triệu đúng không? Vàng em quê em bán là vàng 980 nên giá hiện tại là 6.660.000 thầy ơi. Vàng 980. Được rồi, cứ cho là 6 triệu đi. Dạ. 6.6 triệu thì là bán ra thu vào 6.6 triệu mà có lãi có 30.000 thôi đúng không? Dạ. Tức là được có 0.5% à? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là ở quê em theo hội, thường theo hội thì trên là 100k thầy. 100.000. 100.000 trên 7 triệu. Ông chia tôi xem bao nhiêu phần trăm. 100.000 trên 7 triệu. Lãi thấp nhỉ? Có. Dạ. Được 1% chưa? Chưa. 100.000 trên 7 triệu. 10 mấy phần trăm. À 1 mấy phần trăm. Đấy. Thế thì là một ngày thì có bán được nhiều không? Dạ. Một ngày có bán được nhiều không? Bán nói chung câu hỏi của tôi đấy, các anh chị còn nhớ cái phần câu hỏi không? Các anh chị còn nhớ cái phần câu hỏi không? Thì anh chị sẽ làm gì với phần câu hỏi? Thì ghi câu hỏi vào. Nó giống câu hỏi của anh chị thôi. Chị đang bán cái gì? Tôi bán gà. Bao tiền con gà? Lãi bao tiền con gà? Thì đây lãi bao tiền một chỉ vàng? Vậy thôi. Thì là chị đang có hiệu suất lãi. Đây là 1.4%. Em lãi không nhiều và em bán cũng ít. Nên em muốn bứt phá một cái gì đó cho doanh nghiệp của em á thầy. Nên em đi theo con đường của... Thế bây giờ trong cửa hàng mình có nhiều vàng không? Nhiều vàng... Thế chị có làm đại lý đổi ngoại tệ cho ngân hàng nào không? Dạ không, em chưa làm cái đó thầy ơi. À, thế là chỉ có vàng thôi mà chủ. Thế bây giờ mình có thợ kim hoàn không? Em có thợ. Có người bán hàng không? À, em đang có nhân viên, một nhân viên bán. Có một nhân viên bán thôi. Dạ. Thế thì chủ yếu là người ta mua làm nhẫn cưới à? Cái sao? Người mua ấy. Sao thầy? Cái người mua ấy họ dùng làm gì? Họ mua vàng làm gì? Mua nữ trang, mua nhẫn tròn trơn tích lũy. Giống như những người dân quê em làm vuông, làm trồng lúa nuôi tôm á thầy. Thì người ta mua, người ta tích lũy, mua vô bán ra, đi cần thì người ta bán hoặc là người ta cầm. À, vậy thì câu hỏi của tôi dành cho các anh chị ấy là khách hàng của anh chị tại sao lại mua hàng hóa của anh chị? Cái câu hỏi đó là như vậy. Là tại sao người ta lại mua vàng? Thì mình đang kinh doanh là ví dụ như chị kia là kinh doanh kem trộn, kem body đi. Thì câu hỏi là tại sao người ta lại mua kem body? À, thì đấy là cái câu hỏi của tôi, nó là như vậy. Các anh chị phải hiểu cách ghi bài nhé. Thông qua cái câu hỏi của chị ở đây là chị kinh doanh vàng này. Đúng không nào? Và bây giờ là được lãi là 1.4% này. Một chỉ. Được cho 1% một chỉ đi. Doanh thu thì thấp. Lợi nhuận cũng thấp. Hàng vốn thì cao, có đúng không? Dạ. Đấy, cho nên là hôm nay chị lên đây chị đi tìm một cái cách kinh doanh khác. Dạ đúng. À, nhân viên thì có 3 người, một người bán hàng, một người bảo vệ, một người thợ kim hoàn. Mà có tính chị trong đấy không? Dạ chưa thầy ạ. À, đấy, Cà Mau là người ta hiền đấy không ạ? Đất rừng phương Nam đấy, người ta hiền nên là tôi ưu tiên tôi hỏi. Mà hỏi rồi, mà hỏi đi hỏi lại rồi rất quát không giơ tay. Thế thì hôm nay chị muốn đến đây để làm gì? Là cái câu hỏi quan trọng lắm đấy, các bạn ghi vào. Hôm nay các bạn đến đây để làm gì? Hôm nay chị đến đây làm gì?
hôm nay em đến đây để em phát triển doanh nghiệp của em ngày càng lớn mạnh hơn, để cho tất cả mọi người trên toàn quốc đều biết tới em và mua sản phẩm của em á thầy. À, thế thì bây giờ là để cho mọi người đều biết đến em và mua hàng từ em. Để mua hàng thì để làm gì? Để em đạt được lợi ích gì từ việc họ mua hàng? À, đem đến lợi nhuận cho doanh nghiệp của em. Rồi, cái câu hỏi này bây giờ các anh phải ghi xuống này. Chị muốn bao nhiêu lợi nhuận trong năm nay? Lợi nhuận 10 tỷ trên một năm. Dạ, 10 tỷ trong năm nay nhá. Bây giờ các anh chị nhìn thế này. Đây, bài toán 1 tỷ gói mè bắt đầu xuất hiện. Bây giờ sẽ là 1 tỷ cái nhẫn này. Các anh chị cười cái gì? Bây giờ, muốn nhá. Cười cái gì mà cười, cứ nghe đến 1 tỷ cái nhẫn lại cười. 10 tỷ này, 10 tỷ là mấy số 0 nè chị nào? 10 tỷ, 6 số 0 nữa, 7 số 0 này. 10... số 10 rồi 6 số 9 số 0 này. Rồi, bình tĩnh gì nó mà khổ. Đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 số 0. Rồi, bây giờ ấy một cái nhẫn là 100.000 lợi nhuận đúng không chị? Một chỉ dạ, ấy. Dạ. À, là mấy số 0? Dạ 5 số 0. Đúng, 5 số 0. Được rồi, biết tính rồi, bình tĩnh rồi đấy. Vậy thì số sản phẩm cần bán là bao nhiêu? Bao nhiêu? Mấy số 0? Được, cái này chia cho cái này này. Thế này 10 số, cái này 5 số, còn mấy số? Nếu 1 tỷ chia cho 100 nghìn thì còn mấy? Được mấy? Cứ bình tĩnh. 1 tỷ là mấy số 0 nào? 10 số 0 thì... 100 ngàn là mấy số 0? Là 5. Thế 1 tỷ chia cho 100 ngàn là bớt đi 5 số 0 thì còn mấy số 0? Còn 5 số 0 nhá. Thì viết đây là 5 số 0 này. Đây là số chỉ vàng chị cần bán trong năm nay để đạt lợi nhuận là 10 tỷ. Được không chị? Chị hiểu bài này chưa? Thế thì bài toán được giải toán ở đây là làm thế nào để bán được 100.000 cái nhẫn trong 1 năm, phải không chị? Bây giờ một tháng chị đang bán được bao nhiêu cái trung bình, hoặc năm ngoái chị bán được bao nhiêu chỉ trung bình? Có biết không? Có con số không? Ước tính được không? Thôi bây giờ dễ hiểu hơn một tí nhá. Hỏi bình tĩnh này. Một người thợ kim hoàn của chị, một ngày mà ngồi cắt cắt cọt cọt đục đục đéo đéo gõ gõ thì anh ta làm được mấy chỉ? Làm 4 lượng thôi. 4 lượng là 40 cái. Một... Dạ. Đúng không? Là được 40 cái. Thầy nói một ngày. Một ngày đấy, một anh thợ anh làm được mấy cái? Tầm 4 lượng thôi. Thế 4 lượng là 40 cái, được chưa chị? Dạ. Thế một tháng thì anh ta sản xuất được bao nhiêu cái? Nếu mà nhân 25 ngày cho nó nhanh nào. Anh chị có thể hiểu nhá. Bây giờ xong cái chỗ này rồi thì bây giờ mình tính công suất sản xuất. Một thợ bằng 40 sản phẩm trên ngày thì một tháng một thợ thì được bao nhiêu sản phẩm? Xấp xỉ thôi. Nhân với 25 đi nào. Bao nhiêu? Là 1.000 sản phẩm trên tháng. Thì một năm anh này anh sản xuất được, có được 10.000 không chị? Một năm làm việc có được 10.000 không? Trên thực tiễn là không đạt được đâu. Một ngày thì được chứ một năm là không làm được đâu. Không ai mà làm việc liên tục như vậy được, đúng không? Thế thì nếu như giả sử anh này là một năm là được 10.000, mà bây giờ mình cần bán 100.000 thì mình cần bao nhiêu thợ sản xuất? 10 thợ. Vậy bài toán ở đây được giải quyết về mặt sản xuất đã. Là cần có 10 thợ. Như vậy thì chị có làm được 10 thợ trong năm nay không? Dạ, là em... Có kiếm được, có đào tạo được, có huấn luyện được ra 10 cái anh giống cái anh đang làm với mình không? Dạ. Dạ, nói chung em cũng đang tìm cái con đường đó thầy. Đấy, đang con đường thế này. Dạ. Đấy nhá. Nếu chị muốn cái điều này bằng cái cách bán cái này thì mình cần bán từng này sản phẩm. Muốn có bán được từng này sản phẩm thì phải sản xuất được từng này sản phẩm. Hiện tại một cái anh thợ thì sản xuất một năm được từng này sản phẩm. Vậy ta cần có 10 thợ để sản xuất được số lượng sản phẩm này. Chị cứ bình tĩnh, không có vấn đề gì hết. Chị đi được hết rồi thì tôi sẽ đi tiếp, còn không thì chúng ta sẽ phải tiếp tục ở đây. Yeah. Vậy thì chị có cần có 10 thợ. Tạm thời chị chưa hiểu hết cái này thì ta cứ nhớ là
cần có 10 thợ giỏi giống cái anh thợ bây giờ. Vậy thì với cái điều kiện của chị bây giờ tại cái vùng Nam Căn đấy, à cái vùng Cà Mau đấy, thì mình có kiếm được 10 cái thợ kim hoàn lành nghề để sản xuất như anh này không? Kiếm thợ thì được thầy. Được đúng không ạ? Thế thì bây giờ tiếp theo ấy là mình phải có nguồn vốn lớn gấp 10 lần. Thế bây giờ tôi tính như thế này là một năm chị đang kiếm được 1 tỷ một năm đây này, có đúng không nào? Có được không? Một năm bây giờ có được 1 tỷ tiền vàng không? Thì từ việc bán vàng thôi nhé, còn các hoạt động khác như vay hụi vay hiếc tôi không biết. Lợi nhuận được theo. Được một năm bây giờ đang được 1 tỷ. Hay nhiều hơn? Có nhiều hơn. Nhiều hơn thì nhân lấy cái số đó chia ra số thợ là ra. Thế bây giờ được bao nhiêu? Nếu mà không ngại chia sẻ. Tại vì nói chung em cũng tập trung vào nữ trang á thầy. Không, chị mình đang tính. Thế bây giờ cửa hàng của chị là được bao nhiêu tiền một năm nào? Hiện tại nè, bây giờ mong muốn là 10 thì bây giờ đang có bao nhiêu nè, đang làm được bao nhiêu rồi nào? Tính một lúc thì con số lại không phải vậy. Cứ bình tĩnh, có biết không đã? Dạ nếu mà nhận ước tính thôi. Cả cái cửa hàng này, tất tần tật, mọi thứ. Cả cửa hàng thì trên 1 tỷ thôi. Thì là coi như khoảng 1 tỷ đi. Dạ. Thì bây giờ là vẫn tính quanh đi quẩn lại thì vẫn phải là gấp 10 lần lên có đúng không? Dạ. Thế bây giờ cái cửa hàng đấy phải có 10 thợ lớn lên đúng không? Rồi phải có 10 nhân viên bán hàng đúng không? Dạ. Bây giờ đang là 3 người thì phải là 30. Nếu mà mình nhân cơ học lên là mình phải nhân thành 30. 30 phải giỏi như bây giờ thì có tìm được không? Sao này? À thầy. Thế câu hỏi là bây giờ là chị có tăng được gấp 10 mọi thứ lên không? Cái nguồn lực bây giờ là nhân công tăng gấp 10 được không? Dạ, bây giờ em cũng đang tìm thợ thầy. Tức là vẫn tìm thợ. Dạ. Tức là vẫn tăng gấp 10 là có được không? Khó đấy, đang bây giờ là đi tìm bao năm được có một ông. Mà bây giờ tăng gấp 10 là khó đúng không? Dạ chưa thầy ạ. Dạ không được. Bây giờ câu hỏi này còn khó hơn này. Số vốn phải tăng lên gấp 10 lần. Có huy động được gấp 10 lần tiền vốn không? Dạ huy động thì được. Huy động được á? Dạ. Huy động thì nó sẽ có bị trả lãi không? Dạ có thầy. Bây giờ lãi được có 1% thôi kìa. Rồi trả người ta mấy phần, mấy lãi? À, thấp nhất cũng 0.5 rồi thầy. Anh xe máy Cà Mau ơi. Bây giờ chị đang đi vay 0.5 một tháng. Thì bây giờ một cái vay tiền như vậy thì chị từ lúc mua vàng đến lúc bán ra được cái nhẫn thì trong bao lâu? Cái này được người ta gọi là tính vòng quay vốn, câu phải ghi vào. Đừng có nhìn tôi thế. Tôi biết ngay mà. Câu có muốn tôi làm các bài toán thực tiễn này cho các ông không? Hay là các ông thích cái đi ra ngoài uống nước và hút thuốc lá chơi điện thoại? Tôi chọn cái người chậm nhất lớp để tôi làm chậm rồi. Thì những người nhanh chỉ cần ghi con số của mình mà thôi. Bây giờ chị phải đi vay là 0.5 một tháng có đúng không? Dạ. Bây giờ chị vay 0.5% một tháng. Dạ. Thì bao nhiêu lâu thì chị bán được một cái nhẫn từ lúc mua vàng đến lúc bán ra thì bao nhiêu lâu? Hiện tại trung bình khoảng 5 ngày á thầy. Thì là được nữ trang. Thì là được 4 vòng rồi đúng không? Thì là vẫn được đúng không nào? Yeah. Như vậy tiền vốn không được, thợ cũng được, bây giờ chỉ còn vấn đề là khách họ mua thôi đúng không? Dạ em cần tìm khách đó, thầy. Rồi, thế thì bây giờ là vốn không được sao rồi, thợ thì đang lo lắng. Thế bây giờ câu hỏi tiếp theo là chị có bán vàng qua internet không? Dạ từ lúc em học thầy thì em đang có online livestream á thầy. Có bán được có online không? Dạ cũng nhiều người biết. Chị cũng... học lần này là lần thứ mấy rồi? Lần đầu tiên em học của thầy. Thế là em từ... học ít SS mười mấy, 13. Đi học SS rồi à? Dạ. Học lần thứ 10. Không em học online thầy. Đang học à? Dạ. À tức là chuẩn bị đi tháng 5 này mới đi đúng không? Dạ. Tức là đang học trên video thôi đúng không? Dạ dạ. Đúng. À được rồi. Trên... Chị đi video thì chị bắt đầu lên live stream à? Dạ em live stream rồi. Ở trong cái video đấy có cái đoạn nào nói về cái chị mà ở Thái Nguyên mà chị bán kim cương qua Mỹ không? Dạ em chưa xem tới khúc đó. Thì... Chưa, không sao. Thế thì bây giờ chị bán nữ trang qua mạng thì bắt đầu bán được chưa? Dạ cũng nhiều người biết tới em. Nhưng mà đã có mua chưa? Cũng có ship. Dạ. Có ship luôn? Dạ. Ship code à? Dạ. Ai chả? Kinh ấy. Thế chị live stream à? Dạ em live stream và em cũng có bán bên bạc nữa thầy. Vàng kèm bạc và em sang kẻ nhau. Em bán nữ trang á thầy. Bạc thì em live stream vào buổi tối. Thế thì bây giờ
Đây này. Đây có phải vợ không? Dung. Đấy thì cái này nó gọi là cái gì, phân kim hay là mạ kim hay cái gì, hai kim cái gì đấy, phủ kim hay cái kim gì? Kim hoàng à, cái gì? Nó có cái từ gì mà bao bên trong là cái trắng, bên ngoài là, bên trong là bạc, bên ngoài là vàng ấy, nó gọi là cái gì? Si kim đúng rồi. Cái kỹ thuật này là bạn bán đồ si kim, và thợ là thợ kim hoàn này là thợ kim si kim. Yeah. Và bạn ấy trưởng thành là qua mùa dịch, là trong khi mà dịch ấy thì là bạn ấy đóng kín lại xong sản xuất ở bên trong xong bán online. Yeah. Để trưởng thành cái si kim. Thì nếu mà không biết có chính xác không, nhưng mà con số lớn gấp nhiều lần con số mà chị có trên bảng này mỗi tháng. Dạ em có biết rất là nhiều bạn bè xung quanh em là họ kiếm gấp là 10 lần con số đó luôn á thầy. Ừ. Thì online phải không? Dạ online thầy. Ừ. Thế bây giờ quan trọng nhất là thợ và kỹ thuật online đúng không? Dạ nói chung thợ thì em lấy xưởng đồ, không, những lấy xưởng nơi có uy được. Tín này, những ừ, nơi có được. Uy tín dạ. Chành những nơi có uy tín dạ. Thế là mình có thể lấy xưởng khác được. Nói chung mẫu mã thì hàng chất lượng. Tức là hàng thì không sợ, dạ, đúng chỉ rồi, có vấn đề có là đầu không bán ra. Được thôi. Dạ. Nhưng mà em tiêu chí của em là em đánh mạnh vào nữ trang vàng 18 thầy. Ừ. Thế được rồi, tôi biết rồi. Dạ. Cà Mau đúng không? Dạ, em Cà Mau và em cũng đang phát triển bên bên bạc á thầy. Bạc màu bạc, bạc bạc ý, bạc cao cấp, dạ, nữ trang. Rồi, cho xin cái trang của chị Kim Cương đi. Gọi là Kim Cương thôi nhưng mà đây này, cái nhẫn tôi đang đeo này của chị đây này. Yeah. Đây này, đeo cái này được 1 năm rồi. Đấy. Năm ngoái 19 tháng 3 là ngày cưới tôi. Năm nay 19 tháng 3 tôi tổ chức ngày cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. À, cái chị này là bán đi Mỹ. Bán ship toàn quốc, nhưng mà ship cả sang Mỹ. Cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Cái hồi chị đi học siêu success giống chị ấy. Ở trong lớp là có mấy ông Mỹ. Thế là quen rồi, từ đấy giờ là ship sang cho cái ông đó. Rồi ông đó lại quản lý tiếp cái việc thu tiền đấy. Đây là chị đây vào đây. Đây là cái đồ của chị, tất cả các kim cương này là đều có chứng nhận hết. Xong chị về chị mới ghép vào cái khung của chị, cái xương của chị. Cái nào viên nào nó có giấy tờ viên đấy. Đấy thì chị cũng kinh doanh trong cái món này. Nhưng mà người ta phải nhanh nhẹn, người ta cười tươi lên chứ cứ ngồi hả? Thế lần sau nói nhanh lên nhá. Dạ, dạ. Phải nhanh lên, làm ăn nó phải nhanh, nó hoạt bát lên. Để tiền dạ. Ở trên bàn mà mình chậm thế thì thằng khác nó móc mắt thì còn đâu. Chị làm sao mà chị phải lấy được đồ của bên cạnh mà không bị phát hiện ấy. Phải nhanh lên nhá. Dạ. Không, mình không lấy nhưng mà mình lấy xong mình chả cũng được. Đố chị lấy được cả hai ông bên cạnh đấy. Dạ. Đấy, nhanh hoạt bát lên tí nhá. Dạ. Rồi, dành cho chị một tràng vỗ tay thật lớn. Cảm ơn chị Cà Mau. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình. Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.